lo ở châu mình. Em ở chỗ nào Gia Lâm? Ở chỗ nào Gia Lâm? Ở bên châu Quỳ Gia Lâm. Châu Quỳ. Bao giờ không bị Yên chơi? Không. Này chị em nhá, chứ không phải là em đâu. Quên nhầm, bao giờ chị xuống Mỹ Yên chơi không? Có bao giờ xuống Mỹ Yên chơi không? Chưa. Đang mai nói xuống chuyện với em Mỹ Yên lớp 8. Em không hỏi chị cái gì là em lớp 8. Chả biết nói gì. Em thấy chả chị có xinh không? Chị xinh mà. Dạ yeah. Tin hơi quá. Xinh như thế chị nào? Chị chưa. Anh xinh như bà ngoại em. Em kia không thể nói thêm anh á. Em có biết chơi xinh em... Em nhìn biết... chị xinh như bà ngoại em. Chị chưa xem bà ngoại em đâu. Bà ngoại em xinh lắm. Chị vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà bình thường ấy. Chị ơi em bảo bình thường nếu mà nó gặp cái xinh ấy, nếu mà hỏi nó là ai mà hỏi nó là có xinh không ấy, thì chị biết nó nói với cả người đấy là câu gì không? Không. Nhìn chị em liên tưởng đến bà ngoại em. Nhưng mà đây nó lại không nói, cô đấy nó chỉ bảo là nhìn chị giống bà ngoại em thôi chứ không phải liên tưởng. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Ai hỏi nó chẳng nói như thế mà. À thì à. Thế chị em, thế đây chị hỏi thật này. Chị hỏi thật đạt này. Thế chị có xinh không? Xinh. Xinh như thế nào? Xinh hơn vợ em. Vợ ai cơ? Vợ em. Vợ em á? Em là có vợ rồi cơ. Chị nên nick Facebook ấy. Ai nên nick đạt được cho ai đi. Rồi sao? Khác biết nhiều nó. Ôi dồi. Em ghê vậy. Thế bây giờ hai đứa đi chơi với nhau đã làm ăn được cái gì chưa? Chị hỏi thật. Chưa, vẫn bình thường. Nắm tay chưa? Nó điêu ấy. Nó điêu ấy, nó nắm nào, tay suốt rồi. Để im, cảm ơn Mạnh nhé. Nào bây giờ ông kia để im cho em trả lời. Hay cứ xem mà. Thế bây giờ hai đứa đi chơi với nhau thì làm gì? Nhiều chuyện. Thế bây giờ có nắm tay nhau chưa? Nắm rồi. Ôm chưa? Khoan, đừng hỏi nữa. Để em đừng nắm tay đâu mà nó đưa về phòng ngủ thôi. Đây, cho xem phòng. Em hơn một số người đây. Ở đây rồi đấy. Cho xem phòng. Được. Đây, quán đây. Chị thích em. Đó, thấy chưa? Đấy, em hơn một số người ở đây rồi đấy. Một số người ở đây tuy đã ngoài 20 tuổi nhưng mà chưa biết đến gái là gì đâu. Đấy là quán của bọn anh. Em ơi, đừng tin nó lừa đấy. À nhầm, quán của bọn em. Thế em lớp 8 kia. Em ơi, đừng tin anh lừa đấy. Cẩn thận mà nó vác bụng bầu về đợt chết đấy nha em. Anh lấy điêu ấy. Anh ví dụ không có lửa thì làm sao mà có khói được à em? Thầm thì với nhau tất cả 600 anh em ạ, khi mà thằng bé lên 6 ấy, nó đã nói là tuổi trẻ nhưng mà tài cao mà, nên đừng so sánh nó. Được, hay đấy. Lớp 8 mà đã hơn một số người trong này rồi đấy. Hiểu không? Hơn tất cả là 600 anh em luôn. Quá kinh khủng. Bây giờ ví dụ hôm nay người yêu em nắm vác bụng bầu thì sao? Thì cưới luôn. Ôi trời ơi, em định lấy cái gì em nuôi vợ em? Bản lĩnh của một thằng đàn ông đấy là cưới luôn. Nào, cái bản lĩnh ăn bám bố mẹ. Không thể ăn bám bố mẹ được. Bây giờ mình phải làm cái gì ra tiền để nuôi vợ mình. Nhà có điều kiện mà chị. Ghê vậy à? Thế em là con thứ mấy? Em là con đầu, em con cả luôn. Con cả, thế đằng sau có anh trai, có em trai hay là em gái không? Đằng sau chả có gì hết, có mấy mình em. Thế nhà làm cái gì mà có điều kiện? Nhà em. Nhà em bất động sản. Cầm đồ bất động sản. Dịch vụ. Dịch vụ kiểu dịch vụ gái đúng không? Không, hiện tại bây giờ thì đang làm quán cầm đồ và bất động sản. Được. Thế em cưới về xong.